Hôm nay cái thế giới của chúng ta đó là chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại mà nó buồn như lúc này á. Buồn thiệt luôn á. Buồn từ Mỹ qua tới Việt Nam, Thiên Long Sơn thì cũng bị đóng cửa, mưa lũ lụt. Cali 7-8 năm trước á thì thiếu nước, hạn hán 7-8 năm. Hôm nay á, nước thì nước nó nhiều quá. Cái gì á, mà nó quá nhiều á thì thành ra nó cũng là sự buồn và tổn thất chết chóc. Đó là vì chúng ta đang ở vào thời đại tận thế, mà những người bình thường, những đứa con của ông trời á, thì hiểu tận thế, còn những đứa con của mấy nhà bác học hay là Darwin rồi đó, là con của khỉ á, thì họ học giỏi quá, họ không có tin tận thế, họ cứ tới đâu thì họ tính tới đó. Nhưng mà hiện giờ chư vị nói cho thù biết á, cho Kiệt biết á, là ngoài cái trái đất mình nó đang ngũ hành đang lộn xộn, âm dương đang đảo lộn, thì mình thấy là âm dương đang đảo lộn. Ở ngoài không gian á, ở trong cái vô vi á, là cũng thiện thần và ác thần cũng đang chiến đấu kịch liệt mỗi ngày. Chảnh Atula thiên ma nó cũng kéo quân lên thiên đình nó tấn công, thì bên kia với bên này cũng là một. Còn mình đang ở cái thời đại này thì mình đang nói chuyện này đi. Ở Mỹ này mình cũng đang thấy là âm dương cũng đang đảo lộn đó. Cái gì giả dối thì nó hay thắng, nhưng mà thắng dục gì gọi là dục tốc bất đạt. Mình nhìn thấy Biden đó không, 2 năm trước oai hùng lắm. Rồi đột kích vô nhà của ông Trump Malago rồi không? Hôm nay tự nhiên cái đóng cũng y chang mấy hồ sơ mật cũng lòi ra. Nếu mà cái người mà vô minh mà gọi là, xin lỗi không có thích dùng cái danh từ này nhưng mà cũng phải dùng, cái người mà ngu nhất á, ngu 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 nhất á, cũng biết là nghiệp. Dây một đồng thì phải trả lại ngàn. Mới không bao lâu, mấy tháng trước đột kích vô nhà ông Trump, tự nhiên bữa nay không cần ai đột kích nhưng cũng lòi ra 2 vụ. Về cái laptop có 200-300 bạc dục rác đi không, cũng để cho lòi ra. Thế quý vị nghĩ cái đó là do bàn tay vô hình của chư thần làm hay là từ ngẫu nhiên vậy? Các vị làm không? Kiệt lên đây Kiệt biết được Kiệt sống 2 thế giới, nửa thần tiên nửa là loài người. Thì hôm nay ra nói tiếng người với thần tiên sao ra được tiếng người? Nên mình nói cho họ hiểu mà nhiều lúc vẫn chưa hiểu. Còn nước Việt cách đây không bao lâu mình có nói là sẽ có nội loạn. Mới lên 3 tuần từ ở Houston về bận rộn, cộng lại lũ lụt Cali bận ở trên núi bị đất chùi lo chữa núi không, ý trời lạnh 40 độ đây. 40 độ là nhiêu của C ta? 40 độ cũng cỡ hả? 76 độ C hả? À, lạnh. Rồi cái lo sửa núi mấy tuần không có lên đây ngồi, cái 2 tuần thôi mà 3 cột trụ ở Việt Nam bị đốn hãy vô lò. Đó là bác Vũ Đức Đam, rồi bác Nguyễn Bình Minh, rồi bữa nay sắp tới bác chủ tịch nước Phúc nữa. Chưa có một cái nước nào mà ngộ ta, toàn là những nhân tài bị đốn củi không. À, nhưng mà trước khi nước Việt sẽ thay đổi vào cái thời Thượng Quân Thánh Đức, gọi là thời Thái Bình đó, thì nó sẽ có những hiện tượng lạ như vậy đó. Chưa bao giờ trên thế giới này không có nước nào lạ bằng nước mình hết đó. Những hiện tượng đó là gì? Khí âm đó, nó cực kỳ quá mạnh. Lúc mà ở cái núi Bà Đen đó, nó có cái dĩa ba vòng tròn bằng mây á, thì thụ đã biết rồi, Kiệt đã biết rồi, là nó sẽ có nhiều chuyện thay đổi lớn. Rồi cái rồi sau đó cái nó tan cái vòng tròn, cái đĩa bay cái nó hiện lên hình con Phượng Hoàng Đen kia này, phải không? Là cũng tà không à,
là khí âm nặng. Thì hôm nay nó sẽ còn tiếp tục dài dài. Thóc cơ vận á, đi hàng nghìn năm không có sai. Nhưng mà con người của mình á, là 80% là mình nó theo cơ vận, 20% là do những người có lực cao khấn. Mỗi lần khấn mà giảm cái sự chết thì phải đổi qua cái thời gian. Thì lâu nay cũng khấn nhiều rồi, cho nên cái thời gian nó kéo cả dài dài quá. Giờ tóc bạc là cũng do thích đốt nhang khấn, chứ không có là thôi, hồi 40 mấy tuổi là xong rồi. Giờ lành 50 mấy. Kệ không sao đâu. Mất màn hình. Rồi con đừng bấm để cái đó. Mình muốn bấm dùng cái đó, mình bấm cái này cũng được. Nói quên. Cái kỳ này bắt trọng đi không nổi mà lại thêm một cái ghế nữa ha. Thế người ta già, ta không nổi, người ta nằm ở bãi biển, người ta dưỡng sức. Còn giờ chức tổng bí thư, rồi thêm giờ chức chủ tịch nước nữa. Hai chức luôn, quá trời luôn. Bởi người ta nói đưa mấy người khác lên, ông nên, ông này, ông nọ, không phải. Cơ vận bây giờ ông Trọng nắm một cái, một cho gọn. Phải nghe lời Tàu, phải nói tiếng Tàu. Phe nào theo Mỹ là bị đốt củi hết. Thấy thua, nhưng mà thật sự không có thua. Thua là thắng, thắng là thua. Thời đại này nó như vậy. Cái quý vị thấy, hồi 2 năm trước mình so từ thứ nha, so từ lớn cho tới nhỏ. Cả cái vụ mà 06 ngày 1 tây vô cái Quốc hội Mỹ. Thật sự ngày đó là ở trên mình đã biết rồi, là do cái đám thổ tả, đám thổ tả đó, nó cố tình nó gài, nó đặt lên vậy phải không? Rồi nó dán vô cái nhãn cho cái tội ông Trump phải không? Thì bây giờ cái đó cũng đang lòi ra, trên đài nói hả? Rồi cái vụ ăn cắp lá phiếu, rồi vụ laptop. Ông Biden đó thì không có sức khỏe, sức khỏe làm tổng thống Mỹ phải có sức khỏe, phải có đi check up, phải đầy đủ sức khỏe mới làm tổng thống. Bây giờ chỉ cần lòi cái tờ đó ra, ổng không có đủ sức khỏe là ổng đâu có tới 2 năm. Cho nên Kiệt nói chúng, 2 năm trước Kiệt nói ông nội này không đi nửa đường nữa, gãy gánh nữa. Thì thắng, thì lúc đó là ổng đang thắng. Nhưng mà giờ từ từ là thua. Thì cái trái đất của mình vậy, từ âm nó chuyển qua dương, từ cực kỳ bi đát, u sầu, buồn tẻ, thê thảm, đói rách, bệnh tật. Thì nó sẽ từ từ chuyển lại thành trong lành, thanh bình, hạnh phúc, vui vẻ và tươi trẻ. Đại tử là tươi trẻ quá trời. Thì từ thắng, từ thua thì thành thắng. Thì ngược lại thời đó thì cũng có nói là ông Trump sẽ có thế lực mạnh, sẽ quay lại. Thì bây giờ cũng y chang. Bây giờ ổng ra ứng cử năm 2024. Rồi giống như Hạ viện bữa hổm mười mấy lần ông Kevin McCarthy á, là thấy thua phải không? Cuối cùng cũng thắng. Bây giờ thắng là bắt đầu thôi, xong luôn, hạch tội. Bởi vì đảng Cộng Hòa là đại diện cho bên chánh nghĩa của làm việc cho cha. Cái đảng mà kia cũng có là một số làm việc cho cha, nhưng mà thổ tả trong đó nhiều. Tại vì cái nước Mỹ người ta tự do, nó đi muốn thành nước Mỹ làm cộng sản. Mình sợ cộng sản 75 mình chạy qua đây muốn xúc quần á. Rồi đây á, nó muốn con mình làm cộng sản. Không biết lúc đó mình chạy đâu ta, chạy qua mặt trăng không chừng á. Nó đi ngược. Giữa chánh và tà, ma và quỷ, nó nằm ở trong cái tâm của con người. Trong gia đình của mình anh em cũng có chánh và tà. Trong một cái đảng phái, cùng một đảng, cùng một tổ chức, cùng ngồi chung một cái văn phòng làm việc, nhưng cũng có chánh và tà. Chánh và tà chỉ có lựa nhau bằng cái tâm, chứ không có phân biệt nhau bằng ở ngoài cái hình thức được. Đến khi có chuyện mình mới biết. Bây giờ quý vị thấy như vậy nha. Người thân nhất, bạn bè nhất của mình khi mình có chuyện,
thử mình mượn thử 100 coi nó cho không, có thể cho phải không, lên tới 1000 coi có cho không, phải suy nghĩ nha, lên tới 2000 nha, 3000 nha. Cái đó mà khi có nạn mình mới biết ai là thuộc về là thật sự. Rồi phần của ông Trump, phần đảng thổ tả của dân chủ từ thắng sẽ từ từ thua. So với nước Nga, một người rất là cực kỳ thông minh như Putin mà lại thua một người hề. Ông Zelensky nó cũng giống như hát xiệc thôi đúng không? Ông đâu có làm KGB, CIA gì đâu mà sao mà đấu được với một người ngầu như là ông Putin được. Nhưng mà và đồng thời một cái nước Nga khổng lồ, vũ khí bán khắp thế giới, một cái nước nhỏ xíu nhược tiểu Ukraine giống như nhóc vậy, ăn kiến vậy đó, đạp rồi cũng chết. Nhưng mà cuối cùng rồi á, Nga sẽ không bao giờ thắng và sẽ thân bại danh liệt, và nước Nga sẽ đi vào quá khứ. Đó là gì? Cơ vận. Cũng là cơ vận hàng nghìn năm. Năm 1985 hả, 81-85 đó, là ở trên á, là đã cho cái chế độ vô thần của các Mác đi vào quá khứ, để mà từ từ cho tới thời đại của chúng ta là mấy chục năm sau á, mới thanh lọc lại. Nhưng mà không phải mà thay đổi liền một lúc mà được, thì phải để lại 4 cây dù. Thì trong đó có Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Cộng lãnh đạo. Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Cộng, rồi Cuba phải không? Miền Lào thì thôi, nó của Việt Nam sau này thì mình đừng nói tới hàng nhí này. Nó cũng thành nước Việt luôn à, sau này. Thì hôm nay 4 cái dù này, tại vì nó ở cái thế mà lưỡng cực, âm và dương á, nó phải cân với nhau. Hôm nay đến cái thời Thái Bình á, không có cần 4 cái dù nữa, 4 cái này nữa. Cũng như vàng giá vậy đó, khi mà mình làm đổ xi măng xong rồi mình lấy vàng giá ra. Cho nên khi mà bắt đầu năm 2017-18 á, việc báo động lên cho mọi người biết là cơ vận bắt đầu xoay chuyển á, và tới ngày hôm nay là 3 năm sau là xoay chuyển mạnh á, rồi đưa hết tất cả những cái ác, những cái vô thần đi vào ngõ cụt. Tất cả những cái độc tài, những cái bất thiện nó hiện bây giờ là lựa ra hai bên, đậu đen, đậu trắng. Thì ở Việt Nam bây giờ cũng lựa ra đậu đen, đậu trắng á, chánh và tà lựa ra. Ai mà theo tà thì sẽ mãi mãi đi vào cái lịch sử mà lịch sử xấu. Mình người Việt mình nói chuyện Việt nhiều nhiều đi, chuyện Mỹ thì một chút mình rảnh mình quơ qua bên đây. Cho nên những cái người hôm nay mà bị đốt củi á, thì họ thấy thua, nhưng mà họ không phải thua. Người thắng sẽ là thành thua. Cuối cùng nước Nga sẽ thua Ukraine, sẽ cầu hòa. Hôm nay bắt đầu là có cầu hòa rồi đó. Tự hơi một chút xíu tự ái. Rồi mình nhìn đi, đó là cơ vận. Rồi mình nhìn sang Trung Cộng. Cách đây 5-7 năm rất là giàu có, mạnh, cường quốc, đứng nhất thế giới, nhì thế giới. Hôm nay sao? Hôm nay bao nhiêu thiên tai, hết lũ lụt, rồi tới hạn hán, rồi tới bệnh tật, rồi sắp sửa chiến tranh nữa. Cái đó là do một chữ duy nhất, đó là lòng tham. Bởi vì cha mẹ mình dạy xuống trần để học hỏi, rồi đi về, tham để làm gì? Ngày hai bữa cơm cháo rau vậy đó mà thanh đạm á, mà là tâm hồn trong sạch nhẹ nhàng. Họ đâu có bao giờ họ buông đâu, họ không bao giờ biết đủ. Cả những người ở Việt Nam khi mà họ ở cái ăn trên ngồi rồi sân trước sân sau á, thuận lợi quá, họ quên cái ngày sẽ gặp quả báo. Cả chuyển tiền qua Mỹ cho con cháu họ qua đây mua bao nhiêu nhà cửa, địa ốc, rồi đất đai làm cơ sở. Cả chỗ mình ngồi đây nè, cũng là của cộng sản,
của ông Nguyễn Công Khế. Vụ Việt Á là của ông Nguyễn Công Khế tạo ra. Chỗ mình đang ngồi nè, của bển không á. Thế sau này đừng có tưởng là hưởng được, khó mà hưởng lắm. Luật nhân quả mà, tại vì họ không có hiểu thôi. Bây giờ mình lấy bao nhiêu, từ bao nhiêu đời tổng thống của Phi hay là những cái người ăn hối lộ chuyển tiền đi nước ngoài, không cần biết mày bây giờ quốc tịch Mỹ hay nó lôi lại một chút xíu thôi, nó tính tiền lời còn chết nữa. Nó có quyền đóng băng láng hết á. Bây giờ mình nhìn đi, khi nước Việt Nam mà thay đổi một có chuyện gì, bao nhiêu chuyện ở đây á là có quyền đóng băng lại hết. Như kiểu nghe vậy á, Mỹ nó đóng băng 600-700 tỷ để mà nó bồi thường cho Ukraine á. Toàn là vô thường, mà những người thông minh, những cái tâm ác á, họ không bao giờ họ nghĩ cái đó là vô thường. Họ nghĩ họ thắng được một cuộc kéo tay này là họ hí hửng, họ ngồi uống rượu chát họ mừng. Rồi sau khi mà hết ly rượu chát rồi đã bắt đầu lo chuyện kế tiếp, không biết ai trả thù tôi, mà ngày nào cũng đem một đống nghiệp chất vô nhà như cái núi, đống nghiệp chất. Địa ngục thì đang mở cổng thênh thang chờ những người ác đó. Mà hôm nay địa ngục lại đóng cửa mới khổ, không biết đi đâu. Một là tiêu xác tiêu hồn, hai là vô cái sở thú khổng lồ đầu thai làm thú, ăn tươi nuốt sống bên đó. Lãnh đạo thì cắn mấy ông thầy. Ở tại mấy ông thầy lúc đó vàng vàng thì mấy ông thầy cũng còn hiền với ông, nhưng mà cũng còn gái với tiền á, thì cho đầu thai thành nai đi cũng màu vàng phải không. Còn mấy ông lãnh đạo thì đầu thai thành sư tử phải không, cũng mấy ông công an cũng bò vàng thì cũng màu vàng. Người sư tử cắn nai cắn tiết bên đó, xéo rồi. Nó có, đừng có tưởng là mình nói không có. Luật nhân quả mà, làm sao tránh khỏi. Mình mới biết là có luật nhân quả. Không có luật nhân quả, hôm nay cái trái đất mình không có thánh hỏi mà đi vào cái thời buồn như hôm nay. Nãy có nói rồi, lúc này là lúc buồn nhất. Mà mình có duyên ngồi đây được vài ba chục người ở đây là cũng có phước. Rồi có cái đài của Thiên Đình. Cái đài này tuy là không có tiền bạc hay là cũng không có được huấn luyện IT hay là màn ảnh rồi cũng hơi lòn xòn, nhưng mà tiếng nói từ thiên đường đi xuống, chứ không phải như đài CNN hay là đài Trần Nhật Phong mà nó có mấy người kỹ thuật gia đồ này có ngân rồi làm quen cái bữa chật bữa trúng vô livestream tới đâu rồi ta. Ở sao con bấm có con màn này, con bấm lại cái hình dưới khán giả thôi. Thôi con cứ đừng đụng tới cái này, mình chỉ lo cái này thôi. Con lấy cái điện thoại của con á, con coi nè, con bấm ngược lại nè. Thôi đang coi cái này là bằng cái YouTube của mình luôn á. Chứ còn cái này thì mình cứ để cái background gì thôi. Còn hiện giờ là đúng rồi đó, hiện giờ đang đổi về hướng này. Lâu đổi tới đỡ lui cho vui, nhịn mặt hoài người ta cũng chán chứ hổ. Còn vụ nữa, mình xưa không biết ca, không biết tiếng Việt gì hết. Rồi muốn độ cho mấy cái người mà giống như vô tư á, thì mình phải giả dạng đủ hết. Không biết còn gì mà mình chưa làm ta, làm hề không? Không, độ chúng sanh phải giả đủ kiểu. Đạo thì cũng có nói rồi, đời cũng nói rồi, chính trị cũng nói rồi. Rồi con ngồi chỗ này con đi vòng vòng vô hụ không có tỉnh. Cứ để mở đi, nó sẽ tối. Con cứ ngồi im chỗ đi. Ca ngày hôm qua thử âm thanh, có ca ở đây mấy bài. Thật sự á, cái âm thanh của Kiệt á là chỉ có 7 giáo hồ quang cha mẹ cho. Thì khi ra cái tiếng âm thanh á, thì trong cái không gian hay là trượt hay trong nhà mình có con mai nó đang trốn trong cái lỗ tai mình á, mà nghe tiếng của Kiệt nó cũng quảng hồn nó chạy nữa. Nó khác hơn là ca sĩ thằng em mình tên gì ta,
Hồng Quang Lê, Hồng Quang Lê nó ca hay quá không à, nhưng mà nó đâu bằng cái giọng dởm này, cái giọng dởm gì á mà lợi hại hơn, để trừ tà khác. Còn kia là để nó thu hút khác, còn mình là khử khử tà. Tùy theo đọc đại bi thì thêm được mấy vị xuống nữa, đọc thần chú thì mình có kêu thêm mấy vị, nhưng mà bình thường cái âm thanh này á, nó cũng có cái điển trong đó. Cho nên ở nhà mà quý vị rồi cứ đọc cuốn kinh á, cuốn kinh Thiên Tâm thì có đọc, quý vị nào mà thợ ma đó cứ đọc đi, thì cái âm thanh nó sẽ làm cho trong cái nhà nó sẽ ấm lên. Mấy chư vị mà nghe tiếng của kiệt, mấy chư vị nhận ra mà ông thổ địa với mấy ông thần đâu nhận hết, tiếng này dễ nhận quá. Hồi cách đây như mười mấy chục năm trước, cha với mẹ khai cái khẩu, xưa kia không bao giờ nói chuyện. Ở đây có những người bạn học high school từ lớp 7, lớp 8 tới lớp 12 đi qua đại học. Những đứa bạn mà gần cả mấy chục năm, kêu kiệt nói một câu kiểu không nói nữa. Không bao giờ nói hết á. Cứ ngồi chơi cười cười, ai nói thì cười không à. À đi đâu bạn bè á, cứ ngồi ngó ngó họ cười thôi. Nhưng mà tổ chức cách làm việc thì lúc đó cần nói gì nói thôi, chứ không có phải như giờ mà lên đây chót chót rồi nói nhiều. Cần phải nói nhiều là gì à, chúng sanh thời nay lỗ tai hình như bị điếc nhiều, phải nói nhiều từ từ cho thủng cái lỗ nhĩ. Chứ bây giờ ở Việt Nam á, là sắp sửa có đói. Mình đã nói clip kia rồi rồi, nước Tàu cũng sẽ đói. Thì giờ quý vị thấy không, những gì Kiệt nói là trúng hết. Tiền Bitcoin bây giờ cũng thành tiền ảo là trúng nữa. Rồi chứ bên Tàu á, bây giờ mấy cái chợ búa thuốc men người ta vô, mấy counter đâu có nữa đâu. Thật sự á, tin tức ở trong đó mình không biết, bởi là đang có đói luôn á. Nước Việt á, những cái vùng quê á, người ta đói nhưng mà làm sao người ta kêu cái tiếng nói người ta ra ngoài được, đâu phải dễ biết. Bây giờ mình nhìn trên những cái YouTube mà nó quay vòng vòng Sài Gòn, chợ Bến Thành bây giờ đi, nhắn què. Nhắn què tức là buôn bán không được, cũng có nghĩa là đói đúng không? À, cái đó cũng là một cái hình thức là nghèo khổ là đói. Mình nói cách đây 5-7 năm trước, dân Sài Gòn còn đón Tết hay là Noel rất là náo nhiệt. Nhưng mà hôm nay đâu còn náo nhiệt nữa, thì cũng là đói rồi. Bây giờ những người giàu người ai cũng ngồi khúm núm trong nhà hết, người ta không có dám ra tiền, ra đường ta xài tiền. Thì một cái nhà hàng thường xuyên á, thường ngày mà tiếp đãi những cái người đại gia đó, người ta cũng ế. Thì những cái người làm ở trong nhà hàng đó cũng ế, thì gia đình của những cái người mà đi làm trong nhà hàng cũng đói theo. Thì nó là đói dây chuyền là như vậy. Hiện bây giờ là chưa có rục rịch gì, những cái đường tàu, đường hàng không, đường xe tải còn chạy được thì mình còn thấy hoạt động. Mà rầm rầm một cái mọi thứ nó đứng lại hết, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngưng hết. Ở Việt Nam giờ xài xăng á, tính theo lít, mà chỉ cần ngưng 3 ngày thôi, quý vị nghĩ ở đâu mà có xăng? Ukraine thì cả thế giới ủng hộ nó, còn Việt Nam ai ủng hộ? Tàu bè rồi đâu vô được, vô mấy cái cảng Đà Nẵng hay cảng Bạch Đằng Sài Gòn. Lúc đó ngoài Hoàng Sa, Trường Sa đang đánh lộn, tàu nào dám chạy ra? Đâu phải là chết không? Rồi máy bay nữa, chưa tính nữa. Một cái bom mà nó dội vô Nội Bài hay là Tân Sơn Nhất thôi, một cái đường băng thôi, biết chừng nào mới là sửa xong. Ai đi về Việt Nam gì lẹ lẹ, rồi chở qua lẹ lẹ. Mình không có cản ai đi về nha. Nhưng mà ở bên này là an toàn hơn á. Tại vì bây giờ thì nó chưa có gì, mình thấy chưa có gì, nhưng mà mình phải tiên tri mà. Mấy vị nói thì chỉ nói thôi, còn giải thích chi tiết thì mình cũng không biết làm sao chi tiết. Nhưng mà từ xưa giờ á, Kiệt nghiên cứu gần 40 năm nay á, một cuốn kinh thư của bề trên dạy Kiệt á, là chưa có gì sai hết á. Chưa có gì sai hết. Chỉ có một cái là hồi xưa mấy vị nói là chiến tranh bom nguyên tử, nhân loại sẽ chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình.
Thì lúc đó đó là đến năm 2016-17 là Kiệt bắt đầu mới gì mới nhắc lại cái chuyện mà bom nguyên tử. Thì lúc đó Kiệt mới quýnh lên, thì mới đặt cái bàn khấn đầu tiên ở núi Thiên Long Sơn mà đọc cái sớ á, xin cha xin chư Phật á, thì cái clip đó vẫn còn á. Thì từ đó đó, lúc đó cả hàng nghìn chư Phật đã ngồi ở trên tòa sen mà đầy cái bầu trời Thiên Long Sơn hết. Rồi trước đó cha thì đứng ở đó, rồi mấy vị Bồ Tát đông lắm, rồi bên Công giáo mấy ông thánh rồi nữa, rồi có bên ông Mohammed nữa, là thánh của ông Mohammed cũng có luôn. Thì lúc đó đó, với một cái số lượng người ở thời đó mà núi Thiên Long Sơn lúc chưa bị đóng cửa đó là khấn, thì lúc đó đêm đó nghĩ cũng trên cả nghìn người á, cả ngàn người. Thì cái lực một mình Kiệt là một lực rất là mạnh, nhưng mà ít nhiều á cũng phải thêm những cái phước đức của mấy đứa nhỏ nó lên đó năm đó, rồi những cái người ta cũng có người hiền, rồi cộng lực lại, mình ngồi đây cũng là cộng lực lại đúng không. Thì cái lực lúc đó cả ngàn người á xin được cho cái quả địa cầu này không có bị bom nguyên tử thời đó. Nếu không bây giờ á, mình nghĩ thử, bây giờ mình ra đường chắc mình phải băng bó mặt mày, ai cũng lẽ lỡ lối rồi đó, nó nổ rồi đó. Cái thằng Kim Jong Un á, trước thời ông Trump, trước thời ông Obama rồi á, là nó cứ hâm nó bắn hoài nhớ không. Rồi gần đây á, không có mấy thằng UFO á, là thằng Nga nó cũng sẽ bấm nút. Chứ giờ nó đi đường cùng rồi, nó đâu còn đường nào chọn lựa. Nhưng mà bề trên á, đã ra tay rồi, đã hứa rồi, sẽ không có bom nguyên tử. Con xin rồi, con chịu giảm tuổi thọ 10 năm cho ông Trump mà con chịu chơi rồi. Xin bom nguyên tử nữa. Cho nên Kiệt xin cho cái trái đất này nó nguyên vẹn á, nhiều lắm. Mà có ai hiểu không? Xin rất là nhiều. Xin cho cả một cái thành phố San Francisco đừng có bị động đất năm nào ta, 2015 hả? Lúc đó là nó nóng lên tới 99 cả trăm độ. Thì những cái đài khí tượng với những cái mà của Mỹ, nhà địa chấn Mỹ, nó nói là San Fran sẽ động đất lớn. Thì kỳ đó đó là xin luôn, xin nói chuyện thẳng luôn. Mấy vị nói là con xin thì giảm lại, nhưng mà sẽ không có tránh khỏi. Thì giảm lại tới bữa nay là năm 2022 là nhiêu ta? 17 năm hả? 22 với là 2015, 7 năm rồi đó. Là bị delay 7 năm. Delay thôi chứ không phải là khác. Kiệt chỉ xin cái gì nó bự thành ra nhỏ, hoặc là nó sẽ xảy ra, nhưng mà nó sẽ xảy ra chậm. Cũng giống như trên mạng hay là những đứa gần, xin được, xin cái nghiệp được, nhưng mà phải chỉ cách nó giải cái nghiệp, rồi từ cái nghiệp lớn rồi thành ra nghiệp nhỏ. Chứ không phải là Kiệt có cái lực gì mà xin cái hết được liền. Xin hết được liền thì cái nghiệp nó sẽ dồn vô đây, cho nên cái thân này nó bị te tưu như tàu lá chuối từ bữa giờ là vậy. Xin quá trời xin, ai chút gì cũng xin hết chứ. Thì có, mình xin là mình bị á. Thì xin cho xong phân kỳ đó. Rồi thêm cái vụ mà hồi Cali á, nó nói là hạn hán 7 năm thì cũng xin. Xin đã rồi bây giờ là nước chả về quá trời luôn, bây giờ dư nước luôn. Kỳ đó là mấy ông rồng á, là cho chút nước á. Hôm nay thì thấy nước nhiều nhưng mà lại tốt. Xa và hồ đồ á, sông nữa. Gần 50 năm nay mình đi đâu á, mấy cái hồ nó cạn hết nhớ không. Cái hồ 152 xưa ta đi ski chạy bo nhiều lắm, mà gần 5-7 năm nay đâu có ai chơi dưới nữa đâu. Rồi hồ Livermore nữa, những cái hồ khô hết. Hôm nay mấy cái hồ có nước lại rồi. Nhớ mình đi 152 về Freeway 5 á, cái hồ nó khô cạn luôn á. Mà hồi xưa cái hồ á là ngập gần bằng cái xa lộ á. Thì hôm nay mình thấy mưa nhưng mình phải mừng. Mưa là để tẩy những cái trượt. Quý vị nên nhớ nha, ma quỷ nó sợ hai thứ: nước và lửa của thượng thiên. Thì khi mình thấy nước nhiều á, giống như ai mà chôn á, mà đám ma đó, mà nước nhiều là tốt đúng không? Con áo giàu á mà tẩy sạch
À, ma nó sợ nước chứ sợ lửa. Còn bữa nào mình xui xui á, để cái lò đốt phong rong á, ngay trước cửa bước ra bước vô, trời ơi, cho nó ấm ấm dưới chân cái vậy đó, cũng là xả hơi, xả xui. Hoặc là đọc cái bài hồi nãy đó, tiêu tai các tường thần chú á, nắng màu tâm mạng ra đó, án a bác hà ra xá ta nắng nẩm. Thì cứ đọc thế mà đọc, không có cần phải đi kiếm thầy, kiếm bà, kiếm tam tai gì hết. Ai mà quen với Kiệt là khỏi tốn tiền thầy bà, hữu hiệu hơn nữa. Ở đây có mấy thầy bà, thầy Thái, thầy Việt gì đó. Rồi cái ai xui xui cái chạy tới giả bộ dĩa bằng tay ra câu rồi nói chuyện tào lao. Vừa cái khấn khấn, đâu có hết gì đâu. Tô cúng quẻ lần 500 đô, có nhiều người cúng sọp 5.000 nữa kìa. Ai với đạo Phật tốn tiền mua mấy chậu kiển đem anh Thiên Long Sơn là thấy có phước hơn. Tại nhiều người tới người ta coi chậu kiển, người ta khen, ồ bông của ai đẹp. Thì cái người đó có phước, có hay hơn nữa. Đừng, ở đây nhiều thầy bói lắm, bói kiểu nào không biết. Còn nhà cửa cứ việc mua, không có khe hướng gì chân á. Tại vì cái phong thủy nó đi theo cái chân mệnh. Trừ khi mình ở trên cái nhà nào á mà có chôn nghĩa địa thì mình sợ quá không. Còn không có thì mình cứ bình thường. Ở đây có ông bạn, ông làm King Crab, tức là ông có mấy chục tiệm bán mấy cái con crawfish á, nó bò bò á, ở đâu mấy tiểu bang Mississippi á, nó ship qua nó còn sống. Cái bữa nay cái ông bị xui vậy, này mình nói không có nói tên nha, nó phỏng phỏng thôi. Cái kêu Kiệt tới coi thử cái bị gì. Cái Kiệt nói chuyện với ông thổ địa, thì nói cái người này âm khí nặng quá. Mà thật sự nhìn cái hầu quang ổng đen thui. Tự vì khi mình luộc con crawfish nhiều quá đó, nó chết đó, cái âm khí nó nhập vô, nó bu theo mình. Thì đến một ngày mà mình hết cái tiền, hết cái phước của tiền căn của mình á, hoặc kiếp trước mình có phước mình mới giàu đúng không, thì sẽ đổ nghiệp á. Khi đổ nghiệp là giống như cái cây nó mục ngã cái rầm xong. Còn hôm nay đứng với câu họ thiên, đừng có chú trọng theo chữ giàu, nghèo, việc làm mấy trăm nghìn hay việc làm giữa móng tay cà sụp cà xịn tháng dài nghìn, hay là Exemplar 5-7 đồng. Đừng có khe mấy cái chuyện tiền bạc, chỉ khe cái tinh thần của mình có vui không. Quan trọng mình vui và mình biết chắc là mình đi về với cha mẹ mới là quan trọng. Còn bây giờ càng nhiều tiền chừng nào mà lo giữ tiền còn chết. Bây giờ mình nói giả sử nha, những cái đám sân trước sân sau Việt Nam nó ăn tràn họng, qua Mỹ để có tiền là phải ăn chơi phải không, phải tiệc tùng phải không. Mỗi lần tổ chức là một đống nghiệp rồi, tại nó phải mua đồ tươi đồ sống, nó làm mấy cái chuyện gọi là vui á, vui mà của thế gian, tức là điều đa số là tạo nghiệp nhiều. Trừ khi cái nhảy đầm hình như cũng ok nha, mà nhảy đầm cũng phải uống rượu đúng không. Rồi cái anh hồi cái dẫn vợ vô, cái anh vợ địa thằng kia, cái mình cái anh chồng vô, anh chồng địa nhỏ kia, cái là tạo nghiệp rồi không. Nhưng mà nhảy đầm không có tạo nghiệp, nhưng mà khi vô trong cái vũ trường rồi anh hồi là thế nào cũng tạo nghiệp. Thì quý vị nghĩ họ có chịu hiểu về cái luật nhân quả, có đọc kinh thiên tâm không? Khó lắm đúng không? Tại có tiền mà, rồi còn phải mặc đồ đẹp, đồ tổ chức bết đê, thổi bánh rồi nữa. Cho nên hôm nay cha cho ra cái đạo thiên tâm á, đúng lúc. Bây giờ tuyệt chiêu nhất, hạnh phúc nhất và khôn nhất của cái thành tinh này là ở nhà ngồi thiền, lại cha lại mẹ, lại sám hối mỗi ngày. Ngồi thiền đọc thời kinh, nếu mình rảnh, còn không đọc, không rảnh thì đọc nửa cuốn cũng được. Đó là tuyệt chiêu nhất, khỏi cần đâu hết, chỉ cần đi chợ mua đồ ăn Costco xong, rảnh lên núi Thiên Long Sơn lại Phật. Lại có nghĩa là đi trình diện cái mặt mình với mấy vị á. Nghĩa là cái Thiên Long Sơn á, nó là một cái tòa sen khổng lồ, 365 acre. Còn có người của mình có leo lên được cái tòa sen đó không, mà do cái phước nữa. Nó là thật sự là tòa sen. Mấy chư thiên, mấy chư thần, Bồ Tát, Phật ở trên đầy. Đi mấy chỗ khác á, thì tòa này tòa gì ta, đi mấy chỗ khác á,
là Sa Tăng nó có búa liềm á, với cái búa là nó cao cổ, nó kéo xuống. Chùa bây giờ Phật không có ngự ở chùa nữa. Cái nơi nào mà cái người đó có cái lực cao chánh khí thì chư thiên về đó, chứ không phải cái chùa bự mà chư thiên hay Phật ở đó nghe. Mình phải nhớ kỹ. Okay, nãy giờ mình nói chuyện mấy bác đốt củi, thắng là thua ha, thua là thắng. Bác Trọng bữa nay thêm chức nữa, mấy ông già yếu gì mà kim thêm chức nữa, nó làm gì ta? Còn ở Mỹ này tự nhiên đùng mới có tầng 1, 2, 3 cái mấy cái document, mấy cái mà hồ sơ mật á, nằm ở nhà ông Biden. Trong khi chuyện của ông Trump ông không làm gì mà FBI cả đóng thằng đột kích vô nhà ông. Quý vị thấy cái buồn cười không? Rất là buồn cười. Bởi vì ở cái thời mạt giận này á, nhiều cái chuyện có thành không, không thành có. Người thiệt thì nói là người giả, còn á, mấy người đó là người giả mà họ cho là người thiệt. Đời á, cha mẹ chư Phật rất là hiện hữu gần như mình mà cho là không có. Họ cứ tính theo cái mưu mô tính toán. Hiện bây giờ thấy trong này ít nhất cũng trên mười mấy vị á. Tại vì cái thân của mình với cặp mắt của mình nó thô kệch, mình không có nhìn thấy. Tại sao khi Kiệt đi Houston ở bên Thiên Long Giang, một đàn bò nó biết nhìn ai là ai? Tại sao biết bao nhiêu người vô, nó không có chạy ra nó mừng rồi nó đi kể lễ đi, rồi nó còn biết nghe tiếng người? Cặp mắt của mình thua cặp mắt con bò đó. Quý vị coi có clip bữa Cẩm Tú quay á, Thiên Cẩm Tú quay á, mà tại vì những cái con vật, cả mấy con chó nhà Kiệt nuôi cũng vậy, nó gặp Kiệt là nó mừng lắm. Bất cứ con thú nào cũng vậy. Trên núi gặp mấy con bóp khát hoài à, mà nó gặp một cái là giống như nó mập mập xuống, nó muốn lại vậy đó. Bóp khát trên núi mình á, mấy lần đi một mình lên đó, nó thấy rồi cái nó dì đi. Tức là cái hào quang nó có, thì những cặp mắt mà thô kệch của người đời mình không thể nào nhìn ra được. Đó là tại sao cha mẹ nói là chúng sanh thời nay là vô minh là vậy đó. Sàng lọc là ở chỗ đó. Cặp mắt mình tuy dở nhưng mà cái tâm mình phải sáng, thì cái trí tuệ mình nó sáng. Mình biết đâu là chánh, đâu là tà. Và mình biết đâu là người tốt, đâu là người xấu. Có bao nhiêu người nhận ra được tốt và xấu? Khó lắm. Bây giờ dù ông thầy Thích Nguyên Chí mà chùa Bát Nhã miền Nam Cali á, phanh phôi ra đó, hòa thượng á nghe, chùa bự ở Nam Cali, bữa hết luôn là thầy Quán Thanh này tới đó, rồi Việt Nam nữa đó. Quý vị thấy thời mạt pháp mà những cái gì ngày xưa trong kinh Phật dạy mình á, đừng có chấp tướng và cũng đừng có coi thường cái hình tướng. Mình phải ứng khúc giữa. Đừng chấp tướng có nghĩa là gì? Có nghĩa là đừng có nghe âm thanh và màu sắc là màu vàng và cái giọng nói hay đẹp trai đồ trên mạng. Thầy bây giờ những thầy thứ thiệt á, ẩn không à. Còn thầy mình YouTube là có mấy chục ngàn dư luận viên nó ủng hộ á. Rồi lâu lâu ẩm baby, rồi lâu lâu làm này kia, rồi lâu lâu giống như thầy Thích Trúc Đái Minh á, ông đi bộ ông cầm khất thực. Ai vậy đà Phật? Khất thực là của Nam Tông. Có nghĩa là tạo hình thức thôi mà tạo cũng không đúng cách nữa. Thì đừng có chấp cái tướng, đừng có chấp cái tướng này. Và cũng đừng có coi, cũng phải coi kỹ cái hình tướng. Phật dạy mình phải ở khúc trung đạo ở giữa, và phải có cái chánh kiến, phải nhìn, phải biết phân tách. Nó phải có lợi cho mình. Mình coi cái gì có lợi cho mình đó thì là đúng. Cũng giống như thời xưa cách đây mười mấy năm, khi Kiệt lớn lên giữa con người, cũng chẳng biết mình là trong 12 người con của cha nữa.
Tại vì xuống đây là giống như bài thi lại từ đầu, xóa lại hết, không có nhớ gì hết. Nhưng mà có những cái cá tánh rất là đặc biệt, thấy cái gì bất công là chịu không có nổi, từ nhỏ tới lớn. Thì đến khi một ngày bắt đầu mấy vị nói ok, bữa giờ xuống thế gian lớn lên rồi, trải qua bao nhiêu trải nghiệm cuộc đời, từ nghèo khổ tới đắng cay ngọt bùi, vui sướng của thế gian biết hết, không có gì cho thế gian gì không biết. Thì bắt đầu đến ngày làm việc, thì bắt đầu mới dị trên mới xuống. Thì mình nói tóm tắt thôi nha. Thì cái ngày mà Việt nhớ chị á, là chị lớn nhất á, anh Mẫu Liễu Hạnh á, đọc thánh chỉ á, con không tin nữa. Để là phải làm chuyện này, để là con của cha xuống đây hàng mấy trăm nghìn năm ta, để giống như anh chị em vậy đó. Mà không thấy ở Việt Nam người ta thờ đến Mẫu Liễu Hạnh rất là cao siêu đúng không? Mình đâu giờ mình ngờ mình em của chị mình đâu. Đó là đại khái có mấy cái đó. Nhưng mà là cũng chưa tin nữa, ngờ ngờ. Thì đến khi mà Đức Thầy về, tại vì qua Mỹ từ nhỏ cũng không có nghiên cứu đạo Hòa Hảo. Mình nói đây thì bên Hòa Hảo, mấy ông thầy, mấy bên Hòa Hảo mà. Hòa Hảo có hai loại nha. Loại của Đức Thầy là thiệt, mà cộng nó gài vô Hòa Hảo cũng đông lắm. Thì không có mượn danh Hòa Hảo hay là danh thầy, cái nào thật là thật, giả là giả. 191 cái clip làm chứng bao nhiêu năm nay. Thì ngày đó Đức Thầy về, nói ta là giống như sư phụ của con, con bắt đầu làm việc. Làm việc nghĩa là giống vậy nè, ra đời đều độ người vậy đó, đúng ngày đúng giờ đó, chứ không phải là sớm cũng được mà muộn cũng được. Cái mình còn hỏi lại Đức Thầy chứ ngài ở đâu? Ô ta ở miền Tây. Và đại khái hỏi qua hỏi lại. Cái mấy lần sau bắt đầu rồi về, cái kêu bắt đầu thầy kêu nghiên cứu Bửu Sơn Kỳ Hương rồi này nọ. Thì từ đó là mình mới hiểu. Những ngày đầu, một người lớn lên ở Mỹ, học ở Mỹ, không cha ông mẹ, rất là high tech, kỹ sư, đâu có tin mấy cái gì đoan này, cũng y như mấy thằng kỹ sư hiện giờ trong cơ xưởng vậy. Không giống như mấy thằng bạn mình nha. Ở đây đâu có bao giờ biết mấy cái chuyện mà tâm linh gì đâu. Thì nhờ như vậy mà hôm nay mình vẫn muốn độ những người đó. Tại vì mình đã từng trải qua là mình không tin. Mình đã không tin thầy mình, không tin chị mình những ngày đầu. Thì họ làm sao tin mình khi nghe thoáng qua cái clip. Cho nên trên mạng ai chửi Kiệt hay làm gì, Kiệt rất là thương họ. Là gì Kiệt cũng đã trải qua cái chứng nghiệm đó rồi. Khó mà tin một lần đầu tiên một người nói lắm. Rồi sau đó, cỡ năm sau luôn cũng vẫn chưa tin, lì lắm. Trời ơi, bệnh muốn chết. Thì đến lúc mà có cái bệnh thì trong 513 câu có kể. Khi mà thai máu rồi á, thì lúc đó đó, con người đầu mới biết sợ, rồi đầu mới ngồi nghĩ lại. Chỗ đầu mấy vị mới ngồi kể là hồi đó 3 tuổi con có bị này không, 5 tuổi bị này không, mẹ kể luôn. Rồi đến lúc qua Mỹ năm lúc đó con đi ba te, lúc đó con nhỏ con bị ba mễ đè quýnh học máu, mẹ là người lấy cái áo khoác của Phật mẫu, mẹ bò quấn cái thân của con, nếu không nó quýnh con chết lúc đó. Mấy là mấy gì kể là trong đoạn đường mình từ vượt biên rồi khúc nào không nào á. Thì lúc đó mình mới sợ, cái chuyện này làm sao biết, cả mình còn quên nữa. Mấy gì nhắc lên mình mới nhớ á, ghê luôn á. Thì từ đó bắt đầu mới tin tới ngày hôm nay vậy đó. Thì huống hồ hôm nay những cái anh mà kiến cận á, cận giống này nè, thì làm sao mà tin Kiệt được. Nhưng mà không sao, tin sớm hay tin muộn cũng là từ từ thôi, nó sẽ đường nào cũng sẽ về La Mã, đường nào cũng sẽ về với cha với mẹ hết. Tại vì Kiệt xuống kỳ này lập ra đạo Thiên Tâm, nên nhớ cái bản certificate đó là Kiệt là người thứ hai. Cái người số một Kiệt vẫn chưa biết là ai, nhưng Kiệt đoán được thôi, mình đoán thôi, nó không biết. Người mà lập ra đạo số một, để từ từ đi, để dài cái clip sau nói. Thì có thể là, nhưng mà Kiệt biết hồi xưa Đức Thầy là dạy ra cái đạo Thiên Tâm của mình.
Tại vì mỗi lần nói chuyện về chính trị thì Ngài Trận Đạo với Ngài Lê Anh Việt, Nguyễn Văn Trực với mấy vị lớn mà về quân sự dạy về chính trị, thì lúc đó mới biết chính trị với con nít làm gì biết. Kiểu Hồ Chí Minh bán nước từ năm 1930 theo khối cộng sản tam vô, mình đâu biết mấy vụ đó, thì mấy vị dạy đúng không? Rồi về phần đạo thì Đức Thầy dạy. Rồi về những cái tiền kiếp này nọ có một vị khác nhiều lắm. Rồi đầu thai, đầu thai cũng giống như một tài tử của một kép thôi, như kép Hùng Cường đi, thì đóng nhiều loại phim vậy đó. Thì cứ mình cứ tính khoảng 100 năm thôi là mình có quyền đóng phim mới rồi. Tại bỏ cái xác này thì đi xác khác, mà xuống ở trái đất này đầu thai là tới 1800 kiếp rồi đó. Hôm nay kiếp này đang ngồi đây là kiếp cuối. Thì có những kiếp nào mà nó xứng với cái giai của mình thì cha cứ xỉa xuống cái giai đó. Y như đóng phim, hiện giờ cũng đang ngồi đóng phim. Cũng giống như Phật Thích Ca ngày xưa Ngài lập ra đạo Phật, nhưng mà Ngài cũng đóng phim màn đó, một cái vở kịch thời đó là Tất Đạt Đa. Nhưng mà sau này Phật Thích Ca cũng tái sanh lại rất là nhiều kiếp, đâu phải là một kiếp là xong đâu. Kỳ cũng vậy thôi, từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế rồi đóng vai Cơ Xương, Diệt Trụ Dương, rồi Tần Thủy Hoàng, nhiều kiếp lắm. Nhưng mà mình nói nhiều thì người ta nói mình ngã mạng, nhưng mà nếu mà tính cái thời gian rồi tới thời Câu Tiễn nữa, hết kiếp nào mà dìu dắt nhân loại để mà có sự đoàn kết sống, sống theo cái một cái tổ chức, nó không có như là hoang dã mà theo kiểu như người rừng á, không đó, thì lúc đó thì cha sai xuống, con xuống đóng vai đó, đóng vai đó vậy vậy, thì hôm nay đóng vai này vậy. Chúng ta đều đóng vai hết, nhưng mà vai lớn vai nhỏ thôi. Có một cái thời nay Phật giáo Tây Tạng là những vị mà gọi là tái sanh rất là nhiều, mà Phật tử thì cứ nghĩ cái đó là cao siêu. Nhưng mà sau này nhìn lại, tất cả chúng ta đều tái sanh tới, tái sanh lui, ai cũng tái sanh hết. Chẳng qua là mấy thầy Tây Tạng thì Ngài mặc áo tu thì mình kính trọng hơn. Nhưng mà khi hồi xưa đó, những năm mà mở chùa, những vị mà qua đây Phật tử tôn sùng dữ lắm, như Phật sống thì cũng có thể ok, tại vì người ta có căn tu. Nhưng mà tu cả nghìn kiếp, cả triệu kiếp cũng là một người thôi, không có giống như, không có giống như cái này. Cái này là từ ở trên cha đã, cha mẹ đã quá sanh khác. Nó cũng là dạng tái sanh, nhưng mà tái sanh có cái mission, có cái nhiệm vụ. Cái này nói hơi cao, khó hiểu.